các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Cuộc Sống Tại Nước Mỹ. Hôm nay là ngày Black Friday, tất cả mọi thứ đều sale hết đó các bạn, ngay cả quần áo và ngay cả xe nữa cũng sale. Bây giờ gia đình mình đang đến một cái tiệm bán xe để đi xem xe, coi nếu cái xe nào có mình thích và những cái sale của nó ok thì mình quyết định mua. Cái hãng này, hãng Nissan này, vào bên trong xem coi giá cả và xe như thế nào và lựa chọn cho mình một cái xe ưng ý. Bên trong nó trưng một cái cây thông rất là đẹp luôn. Đó. Cái xe mới thì nó trang trí có một cái bông rất là đẹp ở trên, rất là hoành tráng. Và bên trong coi như thế nào nhé các bạn. Màu trắng đó, còn bao ni lông luôn. Đi lên up tháo bao, tháo bọc ra và lấy bảng số xe mới sạch sẽ, có biển số. Bây giờ chờ tiếp đây là chiếc thứ hai được cận kẽ hơn, là được hướng dẫn cách điều khiển xe, và đồng thời một nhân viên ở đây thì gắn biển số, gắn biển số tạm thôi, sau đó thì được mang về và chạy và chờ đợi bảng số chính. Hôm nay là ngày Black Friday, là ngày chính mọi người đi shopping. Hôm nay là cái ngày mà trong cái mall nó sale rất là nhiều, và những cửa hàng khác, tất cả mặt hàng khác cũng đều là sale off hết. Vì hôm nay là ngày chính cho nên mọi người đi rất là đông. Mình nghĩ là đi là tại vì mấy năm trước mình có đi ngay cái ngày này thì rất là đông đúc, chen nhau, và khi tính tiền thì xếp line, một cái line thật rất là dài. Vì vậy một số người người ta cũng ngại giống như mình, cho nên là người ta đã đi trước, đi mall trước vào cái ngày Thanksgiving là 6 giờ chiều ngày Thanksgiving người ta đã mở để bán đầu tiên, mở hàng, nghĩa là khai trương cho cái ngày Black Friday này đó. Hôm qua là ngày Thanksgiving á, thì gia đình mình cũng đã đi mall và có mua một số đồ quần áo rồi.
và những mỹ phẩm, những cái đồ linh tinh rồi. Hôm nay á thì gia đình mình đi đến cái tiệm cửa hàng bán xe này và đã mua được 2 chiếc cho 2 đứa cháu, mỗi đứa 1 chiếc. Thì tụi nó thích thì tụi nó lựa thôi, tại vì tụi nó là tụi nó còn trẻ mà, mới 18 tuổi thôi, mới có bằng lái xe đó. Vì vậy tụi nó cần cần có một chiếc xe mới nhưng mà nhỏ gọn tiện để mà lái xe cho nó an toàn và dễ dàng hơn. Và đây là cái chìa khóa xe của nó, đây là dòng xe của Nissan, xe mới. Mình mua chiếc xe mới thì nó cho mình một cái này, là cái này nó gồm có bảng số nè và cái năm xe nó sản xuất và cái hiệu xe và cái tên xe, và cái color, cái màu màu xe luôn. Và đây là cái chìa khóa không phải là cái chìa khóa mà có cái khóa để máy móc vào, mà nó dùng bằng cái remote này đó. Chỉ cần bấm cái nút này thì xe nó tự động mở cửa ra, và xe nó mình ngồi khi mình vô xe mình ngồi thì mình bấm cái nút này và xe nó tự động là chạy, khỏi cần phải bỏ chìa khóa vào. Thì dĩ nhiên á, trong cái remote này nó có sẵn là mở cửa xe, đóng cửa xe và mở cái mui ở sau, nó có tất cả trong đây, rất là tiện luôn các bạn. Bây giờ đã xong 2 ngày, ngày thăng ký VIN và ngày lát phê đề. Bây giờ là tối khuya rồi, đã hết 2 ngày đó rồi, 2 ngày lễ lớn chính thức của nước Mỹ đó. Mình đã xong rồi và gia đình mình cũng đã mua được đồ và mình cũng mua được đồ luôn. Một ngày trôi qua rất là ý nghĩa, rất là thoải mái, rất là relax và cũng rất là mệt mỏi nhưng mà cũng rất là vui. Mình chia sẻ như vậy, mình xin chia sẻ như vậy để mọi người có thể là nhìn thấy được những cái quá trình mình trải qua trong một cái nước Mỹ. Ok, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và mình xin dừng clip tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.